Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin ngày hôm nay. Sẽ là những tin tức đáng chú ý như sau. Kẻ hãm hại bé gái, giấu xác trong lưu nước, lĩnh án tử hình. Nghi án con rể sát hại bố mẹ vợ ở Sài Gòn. Thành phố Hồ Chí Minh có thêm 6 người nhiễm virus Zika trong một ngày. Phát hiện thi thể không đầu trôi dạt trên biển. Thiếu niên dụ dỗ rồi quan hệ cùng lúc với ba chị em. Nạn nhân vụ nổ bốt điện tử vong, ai phải đền bù? Và sau đây là nội dung chi tiết. Hơn 3 tháng sau khi xâm hại rồi giết bé gái 7 tuổi gần nhà, người đàn ông ở Vĩnh Long bị tòa tuyên án cao nhất. Ngày 18 tháng 11 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Mười, 43 tuổi, ở xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tử hình về tội giết người và hiếp dâm trẻ em. Theo hồ sơ, chiều ngày 6 tháng 8, sau khi uống rượu và xem phim đen, Mười thấy bé gái 7 tuổi, con của gia đình hàng xóm, đi ngang nhà, liền nảy sinh ý định đồi bại. Gã gọi bé vào nhà chơi rồi đóng cửa lại và có hành vi xâm hại. Bé gái vùng vẫy, chạy thoát và kêu cứu. Sợ bị lộ, Yêu Rô Xanh đuổi theo và bắt bé gái lại, bóp cổ, đập đầu cho đến chết, rồi mang xác đem giấu vào lu nước. Thấy gia đình cháu gái đi tìm, Mười đã tông cửa lao ra ngoài, rồi lên xe máy bỏ chạy. Hoài nghi, mọi người vào trong tìm kiếm, phát hiện thi thể bé trong lu. Một giờ sau đó, Nguyễn Văn Mười bị người dân và cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn dưới gầm xe tải, cách hiện trường khoảng 500 mét. Theo kết luận của pháp y, nạn nhân tử vong do ngạt nước và chấn thương sọ não. Tại tòa, Mười tỏ ra ăn năn hối cải, xin lỗi gia đình bé gái, mong tòa cho một con đường sống. Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, mất hết nhân tính, không còn khả năng giáo dục, cần phải cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội. Vào trưa ngày 18 tháng 11 vừa qua, ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra vụ án con rể sát hại bố mẹ vợ. Nhiều tiếng kêu cứu trong căn nhà của ông Nguyễn Minh Hoàng, 57 tuổi, trên đường Thích Thiện Hòa, xã Lê Minh Xuân. Chạy đến, hàng xóm đã thấy ông Kiên, con rể của ông Hoàng, người dính đầy máu vội bỏ đi. Vào trong nhà, họ phát hiện ông Hoàng đang giữa gốc cây, tay ôm vết thương. Còn bà Trần Thị Hiệp, 51 tuổi, là vợ của ông Hoàng, nằm thoi thóp trên vũng máu. Hai vợ chồng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Theo người dân, ông Kiên kết hôn với con gái đầu của ông Hoàng và có đứa con trai 3 tuổi. Ông này không nghề nghiệp ổn định, thường xuyên nhậu nhẹt nên hai vợ chồng đã ly thân. Vợ chồng ông Hoàng sống trong căn nhà cùng con gái đầu và đứa cháu. Gần đây, người con rể thường xuyên về nhà xin nói lại tình cảm với vợ, nhưng vợ chồng ông Hoàng không đồng ý. Hiện tại, cảnh sát đang điều tra vụ việc, truy xét hung thủ. Chuyển sang thông tin khác, thành phố Hồ Chí Minh có thêm 6 người nhiễm virus Zika trong một ngày. Cụ thể là vào chiều ngày 17 tháng 11, thành phố Hồ Chí Minh thêm 8 ca nhiễm virus Zika, tăng số người mắc bệnh lên tới 46 người. Đến chiều ngày 18 tháng 11, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 6 trường hợp Zika và đẩy số người mắc bệnh lên tới con số 52. 6 trường hợp mới nhiễm bệnh xảy ra ở các quận 10, 12, Tân Phú, Gò Vấp và Phú Nhuận. Như vậy, hai quận mới phát hiện có người nhiễm bệnh là Gò Vấp và Phú Nhuận, nâng số quận huyện có bệnh nhân mắc Zika lên tới 15/24. Quận 2 và Bình Thạnh vẫn là những địa phương có số người mắc Zika cao nhất, mỗi quận là 9 ca, kế đến là quận Tân Phú, 6 ca. Trước đó, trong buổi giám sát hoạt động phòng chống bệnh do virus Zika tại phường Hiệp Thành, quận 12, sáng hôm ngày 17 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Thu không hài lòng khi thấy vẫn còn nhiều vật dụng đọng nước và lăng quăng. Phó Chủ tịch cảnh báo nếu địa phương không rốt ráo vận động tổng vệ sinh và hướng dẫn cặn kẽ các hộ dân diệt lăng quăng thì nguy cơ số người nhiễm virus Zika sẽ tăng lên. Đúng như nhận định của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,
Quận 12 ghi nhận thêm một trường hợp nhiễm virus Zika trong ngày 18 tháng 11, nâng số trường hợp mắc bệnh lên là 5. Hiện quận 12 đứng thứ 4 trên 15 quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh có số người mắc Zika cao nhất. Vừa qua, trên vùng biển giáp ranh giữa Thanh Hóa và Nghệ An, ngư dân xã Quảng Nam, huyện Quảng Xương trong khi đang đánh bắt hải sản thì đã phát hiện một thi thể không còn nguyên vẹn trôi dạt trên biển. Theo đó, vào lúc rạng sáng ngày 18 tháng 11, một tàu đánh cá của ngư dân xã Quảng Nam, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đang đánh bắt thủy hải sản trên vùng biển giáp ranh giữa Nghệ An và Thanh Hóa đã phát hiện một vật thể lạ trôi nổi trên biển. Qua kiểm tra, các ngư dân đi trên tàu phát hiện đây là một thi thể của một người đàn ông đang trong quá trình phân hủy, không có phần đầu đang trôi nổi. Ngay sau đó, các ngư dân đã đưa thi thể của nạn nhân vào bờ, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng. Lực lượng công an cũng đã tổ chức khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết cho nạn nhân. Theo đại tá Nguyễn Tiến Dũng, phó trưởng công an huyện Quảng Xương, thi thể đã phân hủy nặng do nhiều ngày trôi dạt. Nạn nhân đi đôi giày quần nhu, mặc quần âu tối màu, trên người không có giấy tờ tùy thân. Hiện tại, lực lượng chức năng sẽ thông báo tin tức rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để thân nhân có thể nhận diện. Hiện, thi thể nạn nhân xấu số đã được chính quyền xã Quảng Nam tiến hành chôn cất tại nghĩa trang địa phương. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Thiếu niên dụ dỗ rồi quan hệ cùng lúc với ba chị em. Do là hàng xóm của nhau, Lại Đức Trung thường xuyên qua nhà các bị hại chơi. Tại đây, Trung đã dụ dỗ và quan hệ cùng lúc với ba chị em gái. Đến khi người chị mang bầu, vụ án mới bị phát hiện. Ngày 17 tháng 11, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm án của bị cáo và đại diện hợp pháp cho bị cáo. Tuyên phạt Lại Đức Trung, sinh năm 2000, ngụ tại tỉnh Đồng Nai, lãnh án 8 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Theo nội dung vụ án, Lại Đức Trung và hai chị em ruột cháu T, sinh năm 2001 và cháu D, sinh năm 2004, cùng ngụ tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Do là hàng xóm của nhau, nên Trung thường xuyên qua nhà của cháu D và cháu T chơi. Khoảng tháng 3 năm 2014, Trung nảy sinh ý định giao cấu với cháu T, nên xin cháu T cho quan hệ. Nghe Trung rủ rê, cháu T đồng ý và kêu Trung về nhà trước rồi mình sẽ qua sau. Sau đó, T qua nhà Trung và cả hai đã quan hệ tình dục với nhau. Sau lần quan hệ này, cả hai tiếp tục giao cấu với nhau nhiều lần nữa tại nhà của Trung. Cũng trong khoảng thời gian này, Trung còn dụ dỗ em T là cháu D cho giao cấu nhiều lần. Sau mỗi lần quan hệ, Trung kêu cháu T và D đừng nói cho ai biết. Ngoài thực hiện hành vi giao cấu với hai cháu T và D, từ tháng 7 năm 2014, Trung và cháu N, sinh năm 1999, chị ruột của hai cháu T và D, đã quan hệ tình dục với nhau. Đến tháng 7 năm 2015, mẹ của các nạn nhân phát hiện cháu N bụng to nên đi khám thì phát hiện con gái đang mang thai 7 tháng. Qua gặn hỏi, N khai thiệt đã có quan hệ với Trung. Từ đây, các cháu T và D mới thú thiệt với mẹ cũng đã cho Trung quan hệ. Vì vậy, mẹ của nạn nhân đã làm đơn tố cáo. Qua điều tra, Trung khai nhận đã thực hiện hành vi giao cấu với hai nạn nhân T và D. Trung bị bắt ngay sau đó. Quá trình điều tra, cuối tháng 9 năm 2015, cháu N đã sinh con. Qua giám định ADN, Trung chính là cha ruột của đứa bé. Trong vụ án này, Trung bị cáo buộc đã có hành vi xâm hại hai cháu T và D. Riêng hành vi giao cấu với cháu N, vào thời điểm gây án, Trung chưa đủ 16 tuổi và nạn nhân đã trên 14 tuổi nên không bị tội. Tiếp theo sẽ là thông tin về vụ nổ bốt điện ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội vào chiều ngày 17 tháng 11 vừa qua, đã có một người tử vong. Nhiều người cũng đã đặt ra một câu hỏi lớn về trách nhiệm, ai sẽ là người phải đền bù? Sau gần một ngày được cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia, ông Vũ Đình Thái, 63 tuổi, người ngồi xe lăn, một trong năm nạn nhân của vụ nổ bốt điện ở quận Hà Đông, đã tử vong vào sáng ngày 18 tháng 11.
Theo bác sĩ, ông Thái bị bỏng nặng 90% cơ thể, ảnh hưởng đến đường hô hấp. Ngoài ra, hai nạn nhân bị bỏng tới 80% cơ thể là bà Nguyễn Thị Hạnh, 57 tuổi, chủ quán trà đá, là vợ của ông Thái, và anh Đinh Ngọc Long, 45 tuổi, đang được điều trị tích cực tại Viện Bỏng Quốc gia. Hai nạn nhân bị nhẹ hơn là anh Nguyễn Mạnh Cường, 38 tuổi, và anh Nguyễn Đắc Sơn, 34 tuổi, bị bỏng 12%. Theo Công ty Điện lực Hà Nội, tai nạn xảy ra trong quá trình đóng điện vận hành, không tải trước khi vận hành chính thức, máy biến áp bất ngờ tràn dầu và gây cháy. Một số người dân phản ánh, sáng cùng ngày họ đã thấy hiện tượng chập điện nhưng không có ai khắc phục. Phản hồi sự việc trên, ông Lê Ánh Dương, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Đông cho rằng, không có việc trạm biến áp gặp sự cố mà nhân viên không đến. Trước khi chạy thử không tải, chúng tôi đã cho kiểm tra rất kỹ mới đóng điện. Khi đóng điện không tải, các công nhân được phép về vì ở trạm đã có cảnh báo, ông Dương nhấn mạnh. Theo ông Lê Ánh Dương, sau vụ việc, đơn vị đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Bước đầu, công ty hỗ trợ gia đình các nạn nhân tiền viện phí. Riêng nạn nhân tử vong, công ty đã cử người đến lo toàn bộ chi phí hậu sự. Ông Dương cho rằng, việc người dân ngồi cạnh bốt điện là không đúng quy định, không đảm bảo an toàn, vì trạm điện luôn có ký hiệu cảnh báo không đến gần. Dù vậy, chúng tôi sẽ bàn bạc với gia đình và các nạn nhân về phương án đền bù. Với nhận định chủ quan, tôi nghĩ các nạn nhân sẽ đồng tình với phương hướng giải quyết những bước mà công ty đưa ra, ông Dương nói. Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, Điều 623 Bộ Luật Dân sự 2005 quy định cụ thể việc bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. Chủ sở hữu, người được chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi. Cũng theo luật sư Thơm, chỉ trừ các trường hợp thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại. Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, thì chủ sở hữu mới không phải đền bù. Căn cứ các quy định trên, Công ty Điện lực Hà Đông là đơn vị trực tiếp quản lý bốt điện phát nổ gây thiệt hại về tài sản và sức khỏe của người dân, phải có trách nhiệm bồi thường, ông Thơm đã phân tích. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại.